Rồi, chào mọi người đến với channel của Mộc nha. Thì hôm nay Mộc xin giới thiệu cho mọi người cái mẫu bàn ăn cam xe. Và chất liệu của nó là bàn ăn gỗ sư tử. Và chất liệu của nó là từ hai loại chất liệu là gỗ cam xe và gỗ gõ đỏ. Và đặc thù của loại này là chân sư tử. Đó, bộ chân móng chân sư tử. Và bộ bàn ăn này nó có 8 cái ghế. Và giá hiện tại bên Mộc đang bán là 21.900 một bộ. Và mẫu hàng này như Mộc nói là đúng chất cây gỗ cam xe và gỗ gõ đỏ, nên mọi người có thể xài 40-50 năm là vô tư nha mọi người. Đó, đây cho mọi người coi. Bởi vì sao mà một số người người ta kêu là mày đã sống đủ 40 năm chưa mà mày biết được nó xài được 40 năm. Thì Mộc có làm cái clip mà gỗ bằng lăng sử dụng được bao nhiêu lâu á. Thì Mộc dựa vô các sản phẩm đồ gỗ từ lâu đời của bên nhà Mộc. Đó, thì Mộc những cái đúng chất cây, bởi vì nếu mà đúng chất cây gỗ cam xe và gỗ gõ đỏ thì nó xài rất là bền. Mọi người Mộc nói 40-50 năm này Mộc nói hơi bị khiêm tốn rồi đấy. Mọi người có thể xài 70-80 năm là vô tư luôn đấy, chứ đừng có nói mà xài 40-50 năm nha mọi người nha. Đúng chất cây gỗ quý hay gỗ cam xe này xài rất là bền. Và đặc thù của nó là cái chân sư tử rất là đẹp. Bộ này nó mắc tiền là bởi vì cái chân sư tử này nha mọi người. Cái chân sư tử này mọi người thấy này, cái chân hình con sư tử thì bốn góc chân nó sẽ có hình chạm bốn con sư tử này. Đó, mọi người thấy chạm nổi 3D rất là đẹp nha. Và là bốn chân trụ này lại sẽ có bốn cái chân trụ tiện lên. Và ở dưới này nó sẽ có thêm nó thêm hai cục 2B nữa. Đó, hai cục trụ 2B nữa. Nên cái làm cái chân này nó rất là cầu kỳ. Bởi vì ráp cái chân sư tử này nó phải có cái hệ thống mộng bên phía dưới. Mộc không có lật lên cho mọi người coi được thôi, chứ nó phải có cái hệ thống mộng ở bên phía dưới thì nó lắp ráp thì nó mới vững chắc. Cái mộng bên phía dưới này đó, nó mới vững chắc được. Và cái chân của nó thì ở dưới này nó có lại có thêm bốn trụ nữa đấy. Trụ hai bên này nó sẽ có hình hai con sư tử này, giữa này là con đại bàng này, hai bên là hai con rồng đó, rất là đẹp luôn. Đó, một bộ như thế này là 21.900. Và chất liệu của nó đúng chất cây là gỗ cam xe và gỗ gõ đỏ nha. Thì mọi người thấy cái màu này cũng là màu tự nhiên của gỗ luôn. Nó chạm rất là đẹp. Nó mắc tiền là bởi vì cái tiền chạm, không tiền công làm này nọ. Không, mọi người thấy có hai cái loại viền. Là bên phía ngoài này là màu kem này, bên trong là màu vàng này. Thì bên phía ngoài này là màu là gỗ cam xe, bên trong này là gỗ gõ đỏ. Cái bàn già này nó sẽ dài là 1m94, ngang là 94. Và viền ngoài là dày 2,5 phân. Mặt bên trong là 1/3. Và đặc thù của nó là cực kỳ vững chắc nha mọi người. Đó, một hay test cho mọi người coi ấy, bởi vì bên phía dưới là nó đi cái hệ đỡ ấy. Thì mọi người để trên này 100 kg lên là chuyện bình thường nha. Và nếu mà có rửa nước hay là mưa ấy thì cái gỗ tự nhiên ấy thì nó cũng không có sao hết. Mọi người thích mọi người để ngâm nước hay gì ấy, vài ngày ấy nó cũng chẳng sao đâu. Bởi vì mấy cái này nó là gỗ tự nhiên mà nó là gỗ quý nữa. Sợ ngâm nước vài ngày cái khớp mộng của nó thì nó hơi rẽo ra thôi. Thực ra Mộc cũng có tính làm clip là ngâm thử cái bộ ghế dưới hồ bơi mấy tuần á cho mọi người coi. Nhưng mà hồi trước xong rồi cái hồ bơi nhà Mộc nó gỡ ra rồi. Nếu mà sắp tới được cái Mộc xe lắp ráp và ngâm thử cái bộ ghế dưới cái hồ bơi cho mọi người coi. Và cái ghế này mọi người thấy này, nó bộ này nó bao gồm 8 cái ghế. Thì mọi người sẽ thấy cái viền bên phía ngoài kem kem này là gỗ cam xe này, cái mặt tựa lưng này, cái mặt ghế ngồi nó là gỗ gõ đỏ. Mặt này thì nó dày 1/1 thôi, còn toàn bộ các phần còn lại thì chân chẹm mà mấy phần chân này. Kiếm viền bên phía này nó sẽ là gỗ cam xe hết. Như mọi người thấy nó sẽ có màu kem kem. Đấy, phía dưới gầm của nó. Đấy, mọi người sẽ thấy màu kem kem. Thì cái này là đúng chất cây nha. Đấy, nhét chạm rất là đẹp luôn mọi người thấy không? Chạm trên này chạm lẻ tay à. Cái này dày 3,5 phân. Thế là chạm hoa mai với cả hai con chim sẻ. Và 8 cái ghế đều đẹp như nhau nhé mọi người. Bởi vì cái bộ này ấy, là cái chân trụ chân sư tử nó mới mắc.
là 21.900. Còn nếu mọi người không thích thì mọi người có thể xài qua cái chân trụ mà loại hai chân trụ bình thường của Mộc á, thì cái loại đấy thì nó chỉ có 18.500 thôi. Đấy, mọi người thấy không, nó lật 3.500.000 rồi. Và khi cái ghế này ngồi vô này, đây Mộc ngồi ghế vô cho mọi người coi. Khi cái ghế này ngồi vô ấy thì phía phần chân này nó cũng hỏng nha. Cái bài này cao từ đất lên trên tới cái này là 76.5. Và từ mặt ghế này lên đây là 21 phân. Đó, như mọi người ngồi à. Đó. Kê rất là cân đối nha mọi người. Đó. Còn gỗ quý á, còn một số người kêu là đây cho mọi người coi. Điều đặc biệt của nó là mấy cái hệ đỡ, mọi người thấy mấy cái khung này của Mộc cũng là gỗ căm xe luôn. Bởi vì ở khu làng nghề Mộc ấy, nếu mà một số cái mà cây người ta không có, người ta sẽ phe mấy cái cây bằng lăng vô. Nhưng mà bộ này thì Mộc không có phe gỗ bằng lăng hay gỗ khác hết. Tất cả đều là gỗ căm xe hết. Đó, bên phía dưới là cái hệ đỡ của nó này. Cái đỡ này thì có tác dụng là nó rằng cái mặt ấy, nó không cho cái mặt nó mo cong lên. Với kể nữa là nó làm cái hệ đỡ ấy, bên phía dưới cho mọi người. Đó. Để sau Mộc làm cái clip này test 5-6 anh thợ đứng lên trên cái bài này cho mọi người coi. Vô tư nha mọi người, không phải test xong rồi mọi người về rượu rạo thôi nha. Cái hàng đúng chất cây của nó, rất là quý và rất là bền. Đây cho mọi người coi cái bàn ăn cam xe này bình thường. Mẫu này là mẫu bán tay thì mọi người thấy nó hơi lượn lượn này. Đây mọi người thấy cái mẫu bán tay này, mọi người thấy nó viền nó hơi lượn lượn trong không? Còn nó có cái mặt vuông hay oval ấy, thì mọi người thích thì mọi người có thể đổi qua, thì nó bằng giá nhau nha. Cho mọi người coi cái bàn oval. Đây là bàn oval gỗ cam xe 8 ghế. Và loại này là loại chân trụ bình thường bên phía dưới. Loại này thì chỉ có 18.500 thôi. Đấy, cho mọi người coi phần chân trụ bên này. Quay một bộ cho nó đẹp đẹp chút. Đó. Bộ cam xe oval này thì 18.500.000. Bộ này cũng giao khát rồi mọi người. Thực ra hai bộ này là đều giao cho khách rồi. Mộc đang quay để cho khách hàng coi á. Tất cả nữa quay lên chụp mẫu luôn. Bởi vì gỗ căm xe này ở khu làng nghề Mộc thì nó cũng không có còn nhiều nữa, còn ít thôi. Đó, nên Mộc bán chắc tới Tết này là bán hết rồi. Rồi vậy nha mọi người nha. Chào tất cả mọi người.